chào bà con nha. Bữa nay tiếp tục giới thiệu bà con máy xăng Mitsubishi nè, GB181, bút xé bút thẳng đầy đủ nha. Đây là mẫu mới, đây chỉ khác cái bô lửa rồi con. Bô lửa giờ nó làm gọn với cổ bằng gan, chứ không thời gian nào nó không bị sâu quá, không bị gãy á. Còn sau này nó có làm bảo vệ cái ống xăng nè, cái gió làm mát cái tông nóng nè, nó không làm chai ống xăng. Hồi xưa là không có cái này, nóng trong cái tông này nè, sẽ thoát ở đây làm cho chai ống. Bây giờ là không con, bảo vệ từ A đến Z luôn nè, từ trên đến dưới, thấy không? Rồi mình lắp để chống cho nó da chạ, cho nó chai ống. Đây mắt xe băng luôn nha bà con, đây đây coi mắt xe băng luôn, mắt xe băng luôn nha. Đó rồi, có hai cái cốt, lỡ là cốt xéo và cốt thẳng nha. Đây phân biệt cốt xéo thẳng rồi con coi, đây đây là cốt thẳng nè, còn đây là cốt xéo nè, thấy không? Cốt xéo là ở chỗ nằm đây, cốt thẳng nằm đây đó. Máy giống nhau, có cái là tôi chậm tôi nhanh thôi. Cốt thẳng là tôi nhanh 3.600, cốt xéo là tôi chậm 2.000 vậy thôi. Sau này cải tiến hết rồi. Đây là dành cho mấy nào mà đi chợ ra búa rồi là vô tư luôn, rất là bền, siêu bền. Đặc biệt mà chị em nào thích màu mè á hay là gì đó, đây nó vừa trang trí vừa đẹp mà vừa bảo vệ bình xăng luôn nha. Thế con mua tặng này nha, nó vừa đẹp mà vừa trang trí bình xăng luôn, lâu cho bình xăng vẫn còn bóng nha, vừa bảo vệ bình xăng luôn, rất đẹp không đó, vừa bảo vệ bình xăng luôn. Đó cho em phụ nữ thích màu mè đó, đẹp gì đó, đó nó vừa bảo vệ bình xăng luôn nha, đó vừa chống da chạm rất đẹp nha. Đó quay chào bà con coi. Alo, alo, rất đẹp nha con, vừa trang trí đây, phụ nữ thích hoa màu mè đây, nó vừa đẹp mà vừa dễ bảo vệ bình xăng luôn, rất là ok nha, rất là dễ mặc. Thời gian sau là con về giặt rửa, cỡ giặt rửa được luôn, rất dễ mặc nha. Nó đẹp ha, quay vòng bà con coi. Alo, alo, đẹp rồi con, màu rất là tươi, đẹp nè, không nó vừa trang trí vừa nó đẹp luôn, không cái máy đẹp không, vừa bảo vệ được xăng khỏi chạy luôn nè, không lâu lâu ngày cái gỡ ra giặt vậy thôi, giặt xong cái coi con máy lên, thích màu nào có màu đó nha. Đó đối với em phụ nữ là thích vậy đó, đẹp nha. Đó không thấy rõ cái máy với trên nó phù hợp không, thấy rõ luôn cái máy đâu, đẹp không, vừa có thẩm mỹ vừa đẹp, vậy cho phụ nữ thích ma màu mè luôn đó, chắc là bánh đào ha. Rất đẹp rồi con, Mitsubishi GB181 mắc đi xe băng, sản xuất tại Gia Băng luôn nha, Nhật Bản nha, bảo hành một con 1 năm, tháng đầu tiên hư hao đổi mới, tại sao lại cải tiến hết là rất là mình chịu nhiệt luôn con, không có kêu cực bực ngày xưa, nghe không, rất là nhẹ đâu đó, đúng cái Mitsu là nhẹ đó, cũng được nhẹ đó. À, đây là cốt xéo, đây cốt xéo là tôi chậm á, đó là ban nào đi nặng đi tại nặng hay là gì ở đây, cốt xéo đây, cốt xéo là cốt nằm đây nè, cốt thẳng là cốt nằm đây vậy thôi. À, sao bằng gan hết luôn ha, rất đẹp nha. Nó quay vòng hai cái rồi coi, nói chung giống như hết, chỉ khác là cốt xéo cốt thẳng thôi. Thấy luôn cái máy đẹp quá con. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 0.8 6.5 6.7.